Và chúng ta tiếp tục đến với nội dung câu số 76 nhé Câu 76 thì bình thường nhìn những cái câu kiểu như câu vô cơ này Và nó dính đến agno 3 Thì bạn có cảm giác là nó là một câu vô cơ và dụng cao khó Nhưng mà câu này thì đúng là câu vật dụng cao Nhưng mà cũng không khó lắm đâu các bạn ạ Chúng ta cùng phân tích đề bài này Đề bài này cho như sau Ôn E gồm có xem nào Có 4 chất FE, fe 34 FE2, 3, CO3 Nung 42,8 gam E này trong bình kín chứa 0,05 mol khí oxy Thì thu được các chất rắn X Chỉ gồm có sắt và oxy sắt và 0,1 mol khí CO2 tan hết anh X này trong HCl có nồng độ là 7,3% thì thu được 6,72 lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y chỉ chứa muối à, cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thì thu được 244,1 gam kết tủa gồm có bạc và AgCl biết các phần xảy ra hoàn toàn à, nồng độ phần trăm của cái muối sắt hai clorua trong dung dịch Y gần nhất với giá trị nào sau đây đối với tập này thì mình sẽ sơ đồ hóa bài toán như sau bạn nhìn hỗn hợp e đây nó gồm bốn chất nhưng bốn chất này chỉ được cấu thành lên từ sắt oxy sắt và thằng FeCO3 thế nên thầy sẽ quy đổi thằng e nhé ở đây thầy sẽ quy đổi cái hỗn hợp e này chặt nó dắt và chặt nó ra thành sắt riêng này sắt riêng này cái chỗ oxit uh, uh, oxy này đó oxy này thì mình bóc oxy riêng ra cái thằng FeCO3 này thì bóc sắt riêng ra và bóc CO3 riêng ra bóc sắt riêng và CO3 riêng và tổng khối lượng anh này đầu bài cho sẵn rồi nó là 42,8 g 42,8 g hỗn hợp này người ta tiến hành ở đây đó là người ta nung nung với oxy nung oxy và lượng oxy người ta bơm thêm ở đây là 0,05 mol nhé thì sau khi nung xong rồi thì sẽ có cái khí CO2 thoát ra à, tại sao lại có CO2 thoát ra bởi vì anh FeCO3 này, này em FeCO3 mà đem đi nung ấy, thì nó sẽ tạo ra là FeO và CO2 nhé thì CO2 nó bị thoát ra ngoài nó bằng 0,1 mol ta có mol đây 0,1 mol tiếp này mình thu được đây là phần chất rắn chất rắn đây là chất rắn x này chất rắn x thì nó chỉ gồm có ai thôi nó chỉ gồm có sắt oxy thôi sắt đây và oxy đây người ta bảo là gồm có sắt oxy sắt thế vậy thì nó là oxy sắt thì thầy chặt riêng là sắt riêng và oxy riêng à, cái cho cái phần hỗn hợp x này tác dụng với hcl cho nó tác dụng với đây là hcl đó à, cũng không nói là hcl ở đây nó có đủ hay không nhé cũng không nói là dư hay đủ kệ nó và thu đây là khí hydro thoát ra có khí hydro thoát ra và đây mình sẽ thu được dung dịch y dung dịch y và người ta gợi ý rất khéo đó là dung dịch y chỉ chứa có các muối thôi mà chỉ chứa muối thì nó sẽ có muối gì muối fe cl2 muối fe cl3 để bạn bảo ôi thầy thầy chắc gì nữa chứa hai muối thì nhỡ đâu nó chứa một muối thôi thì sao hả thầy thì bạn cứ viết hai muối này này ra nếu mà chẳng may mà không có muối sắt ba muối sắt hai thì chắc chắn thôi có đúng không phải có muối sắt sắt hai chứ bởi vì người ta hỏi nồng độ muối sắt hai mà còn bạn không chắc chắn là có muối sắt ba hay không thì em cứ viết muối sắt ba vào chẳng may nếu mà nó không có thì tự số mol của nó sẽ bằng bằng không thôi nhé Ok, rồi sau đó người ta cho toàn bộ cái lượng muối này cho tác dụng với dung dịch agno 3 đây, lấy dư thoải mái. Thì em sẽ thu được phần kết tủa. kết tủa đây này, toàn bộ cái lượng calor đây nó sẽ chui hết vào trong AgCl, AgCl. Còn đây thì sắt 2 à, tấn công bạc cộng thì sẽ tạo ra đây là kết tủa bạc. Và để làm bài tập này một cách đơn giản và thuận tiện nhất thì thầy sẽ à, thầy sẽ viết bút màu xanh và đặt ẩn. Thầy sẽ gọi số mol của anh này là x mol, số mol của thằng sắt 3D là y mol nhé. Thì số mol sắt 2 bằng số mol của bạc. Thế vậy sắt 2 đây là x này thì bạc đây số mol là x. Ở đây clo đây, toàn bộ clo đây chui hết vào trong AgCl đúng không? đây là 2x cộng 3y, thế vậy số mol của cái này nhé sẽ là 2x cộng 3y. và thầy viết nó hơi chèn lên chỗ này một chút. Rồi tiếp tục em để ý này, sắt này, sắt đây là x này, sắt đây là y này thì sắt ở đây sẽ là x cộng y thôi. Sắt đây sẽ là x cộng y. Ở oxy đây không biết bao nhiêu thì thầy đặt là là z ta sẽ có phương trình này bảo toàn khối lượng này biết khối lượng anh e chưa biết biết khối lượng oxy chưa biết biết khối lượng co2 chưa? Chưa? chưa biết thế vậy mình sẽ bảo toàn khối lượng ra được khối lượng anh x đây mình sẽ có nhé bảo toàn khối lượng này mình sẽ ra đây khối lượng của anh x sẽ bằng ở đây thì mình có là 42,8 đây 42,8 này cộng oxy đây cộng với 005 x 32 trừ đi khí CO2 là 0,1 x 44 kết quả ra bằng 40g cực kỳ đẹp luôn rất tròn trịa luôn anh này sẽ là 40g Ok rồi đây là 40g này. 40g đúng không ạ tiếp này, à, khi mà à, chất rắn X này có oxit mà oxit tác dụng axit thì kiểu gì cũng tạo ra muối và nước. Ở đây sẽ có một slot của ánh nước đây. Đây nhé. họ Khí đô đây thì người ta cũng gợi ý chúng ta rồi nó bằng 6,72 tương đương với số mol là 0,3 mol nhé, 0,3 mol. Như vậy ta có tiếp như sau. À, số mol của HCl, số mol của axit HCl thì nó sẽ bằng H cộng nhé thì bao giờ cũng gấp đôi số mol hydro và gấp hai lần oxy trong oxit. Còn nếu mà bạn mà không thích công thức thì em có thể oxy đây là Z này thì nước đây cũng sẽ là Z. Rồi em bảo toàn hydro thì vẫn như thế, vẫn như nhau cả thôi. Nếu bạn đã chinh chiến cho khoa học của thầy nhiều rồi thì cái chiêu này nói mãi rồi, nói quá nhiều, nói sùi bọt mép luôn. Tóm lại là như này. Số mol của HCl thì sẽ bằng bảo toàn hydro cho nó lành, 0 3 x 2 nó là 0,6 cộng với Z x 2 thì là 2 nhân Z. Ok. Đây số mol HCl như vậy thì sau khi biết được số mol HCl rồi Ok, à đúng rồi, cả kết tủa đây nữa Mình đã quên không sơ đồ hóa cho kết tủa này vào Kết tủa đây là bằng 244,1 nhé Anh này là 244,1 ra Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ thiết lập 3 phương trình bạn ẩn như sau này à, Ta sẽ có bao phương trình bạn Phương trình thứ nhất liên quan 40 g Nhìn rất dễ, đúng không? 56 này, nhân với x này Cộng với 56 này, nhân với y này Cộng với oxy đây là 16 nhân z Và f đã bằng số 40, ok Phương trình thứ hai đó là phương trình liên quan đến cờ lo. Bạn hãy để ý này, HCL ở đây bao nhiêu mol? Nó là 0,6 cộng với 2Z. Đó, đây lượng cờ lo. Thì mình sẽ có lại bảo toàn cờ lo. Thì cờ lo ở đây sẽ bằng cờ lo ở đây. Cờ lo ở trong HCL được biểu diễn được biểu diễn là 2Z cộng 0,6. 2Z cộng 0,6. Còn cờ lo được biểu diễn trong muối đây là 2X cộng với 3Y. 2X cộng với 3Y. Xong, hai phương trình. Tiếp tục phương trình cuối cùng liên quan kết tuổi đây thôi. Kết tuổi đây là uh, AGCL 143,5 nhân với 2x cộng 3y. Rồi, cộng tiếp với 108 nhân x, 108 nhân x thì sẽ bằng là 244,1. Những người em nào lúc trước nghe mà chưa chú ý thì hãy để ý nhé, nhớ sắt hai nhé bằng số mol bon của đồng bạc, thế nên anh này là x, cái này là x này. Tại sao anh này là 2x 3y thì đây là bằng thằng lo Các bạn nhớ chưa ạ? Ok thế nhé. x bằng y bằng và z bằng và bạn bấm máy tính ra thì em sẽ có được giá trị x đây sẽ bằng là 0,4 nhé. Anh y đây sẽ bằng 0,2 và anh Z đây sẽ bằng 0,4 uh, à, sau khi biết thằng Z là 0,4 rồi thì mình sẽ suy đây số mol của HCl số mol HCl sẽ bằng đây Z là 0,4 thì 0,4 nhân với 2 là 0,8 0,8 cộng với 0,6 thì HCl đây sẽ là có số mol là bằng 1,4 mol 1,4 mol và biết mol của HCl rồi lại biết được nồng độ của nó rồi đúng không thì em phải xoay sợ được m dung dịch HCl ta sẽ có đây đó là m của dung dịch HCl nó sẽ bằng mà bấm ra thì nó sẽ bằng 700 g đây là một câu vật dụng cao rồi thì còn bảo ơi thầy ơi thầy mon có rồi thì tính mà chất tan rồi có mà chất tan rồi có xây phần trăm rồi thì nào nào bấm vào dung dịch cả thầy đúng không ạ thì nếu bạn nào ngay cả kiến thức nền tảng đấy được chạm mà cảm giác còn thấy đuối thì thôi tránh bài này ra đừng có làm nào gì cả bài tập này nó phải là một thứ nhất là tố chất và thứ hai nữa là những kiến thức nền tảng kiến thức cơ bản phải phải vững nhé Ok, tiếp này chúng ta sẽ có hiện ở bài yêu cầu tính C phần trăm của cái muối FeCl2 FeCl2 đây là Ấn -E -E X, mà X thì em biết rồi là 0.4 Thì em có 0.14 này, nhân 127 7 chia cho mẫu à, M dung dịch sau đứng thì bằng M dung dịch trước đứng là 700 Cộng với M thêm vào là em đã thêm 40g à, chất giảm X là vào, 40g Trừ đi mà mất đi, có cái gì mất đi không? Có cái tuổi không? Không Có khí không? Có khí Khí gì? Khí Hero Khí Hero đây là bằng 0.3 nhé Đây, Hero là 0.3 thì em sẽ trừ đi 03 x 2, 03 x 2 rồi nhân với 100% cho đủ thủ tục và bạn bấm ra thì kết quả sẽ ra được là 6, 87% các bạn nhé. Đó, bạn thấy không? lời giải cũng khá là ngắn gọn thôi, cũng không hề đánh đố đúng không? Không quá khó. Thế vậy đáp án câu 76 mình cần phải khoanh là đáp án B. Ok, mình tiếp tục sang câu 17 nhé.